nha các bác nha. Đêm qua mới về một chiếc 105 đẹp nha. Thì mấy cái tháng này 105 có là hiếm chứ lắm á. Bây giờ em mới gấp hàm xong, đang là chuẩn bị chạy vô chạy chân ở đây ha. Cái giá để em cập nhật sau nha, để chút nữa làm giá rồi báo cho anh em á, thì vận chuyển này nào hết luôn. Đây là phía bên đây ha, nó nguyên xe gì luôn. Dạ ơi, tháo cái dụm này giùm anh ơi. Máy này là máy ngóc nó tháo ra anh quay rồi. Ừ. Không không cần cái đó, ở dưới thôi. Ờ ừ, mấy đó đó. Cái là hàm đó nha. Mở ra luôn đem quay. Đi cu ra đây. Đây số khung ở đây nha. Không thấy. Số khung đó là 1221 nha. Quay động cơ. Để em quay cái, để em quay cái. Lấy máy này của tao. Đây. Còn đích của nó đây ha anh em. Quay gấp có gì anh em thông cảm nha. Rồi mở đi, mở đi, tao quay luôn. Số đây. Mới lắm nha anh em. Lên nữa, lấy cây kia để xuống, có cây chống á, cây chống hạ xuống, cây chống kìa. Ừ đúng rồi, lưới rồi gì cũng còn ok nha nè. Đó rồi, đi lên chú, đừng ngắn vô nó lấy con xuống rồi, đợi xuống để ngu. Đây cái hàm ở đây nhìn rất là ok nha. Đó. Hiếm lắm mới về được nha anh em. Mùa này thôi chứ còn mấy mùa thường thì em về đầy. Thôi quay lên cabin cái nè, bây giờ quên người cabin. Xích thì còn ok nha. À, đây sẵn mở cái turbo đó ra quay cho anh em xem luôn. Đây, cabin đây. Auto tự động hết nha. Đó. Lên xuống hàm đầy đủ, lên xuống hàm wow đây nó rất là mới luôn. Cái bấm này nó chỉnh là cái gì đây, à nó sửa lại. Rồi xong nha, xong con này nha, cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi video ha. Nếu anh em cảm thấy thích cái kênh của mình á, muốn tham khảo về máy móc á, thì anh em nhấn nút đăng ký này ha, giúp mình ha. Đây. Thì các anh em sẽ nhận được những video mới nhất á, mình sẽ đăng cho mọi người xem. Rồi xin cảm ơn nha. Mọi nha. Đây là kho máy hiện tại của mình. Rồi chào mọi người nha, hiện tại giờ đang vệ sinh với cái máy này xíu. Này cái lô máy DC70 Plus mới về. Máy nào cũng đẹp hết. Mình mới về container để chút mình để video cho mọi người xem nha. Kho máy nè. 95 105. Đây là cái khu vực mình làm bảo dưỡng máy á cho khách ha. Bây giờ cũng có khoảng 5-6 chiếc đang làm đây.
tùy theo mức độ thôi mọi người. Đây, như mấy con này hộp số mình làm miễn phí hết, hai phụ tùng được, để có kèm theo khuyến mãi phụ tùng cho mọi người. Chiếc này làm cũng gần xong rồi, cũng thay lăng mới hết toàn bộ rồi, lưới mới rồi ha. Mấy con đây là phần qua làm đồng hàm ha. Cái này mình làm đồng miễn phí tất cả nha. Đây, cảm ơn em đã theo dõi. Ở phía trước này thì mình để một số cái máy, hai máy mới 4018 của Thái nguyên chiếc á. Cái này máy mới 100% nhập từ Thái luôn. Năm công 18 nè. Với lại 4708. 6040 thì mình còn nhiều lắm. Có 5-6 chiếc rồi. Assay 1540 ha. 47 nè. Vậy là mấy cái máy đây mình chuẩn bị thanh lý cho nó xả hàng.